tại sao có nhiều ông có những cái lý do hỏi củ chuối thế nhỉ? Bây giờ chương trình xin được phép. Năm nay em ấy ra trường, em đơn phương 8 năm rồi, bạn đó biết nhưng em còn 3 năm nữa, có nên tiếp hay không? Ông ra trường thì sao? Lúc ấy câu hỏi tiếp tục. Em mới ra trường, bây giờ em chưa có nghề nghiệp ổn định, trong khi ấy cố đi làm 3 năm nay rồi. Xung quanh có rất là nhiều anh trai bây giờ trông già dặn nữa, công việc đang ổn định, đến với cô ấy em có nên tiếp tục nữa hay không? Em xong tiếp tục đến với nhau chẳng nữa. Em cũng đi làm ổn định rồi nhưng mà chưa có nhiều tiền để nghĩ đến chuyện cưới xin, trong khi đó thì có nhiều người để cặp vấn đề với cô ấy và ổn định hơn em. Nó lấy chồng rồi thì bây giờ cô ấy lấy chồng rồi nhưng em vẫn yêu cô ấy thì phải làm sao? Rồi khi có con này, cô ấy có con thì em vẫn quần què gì vậy? Thích thì đến nói thẳng với người ta đi. Trời ơi, chịu được thì quất, không thì mất. Bánh tráng không? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Chịu được thì quất, không thì mất. Bánh tráng không? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Chịu được thì quất, không thì mất. Bánh tráng không? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Em có thích con bạn cùng lớp nhưng mà nó lại thích cái thằng bạn thân của em, giờ tính sao? Ba mặt một lời thôi, thời buổi này 2016 rồi. Tóm lại ấy, chè thì chúng mày cứ uống đi, không phải tao báo mà, chúng mày cứ uống đi. Tao chỉ muốn nói đơn giản này thôi. Tao hỏi mày là bạn thân tao, mày biết tao thích nó đúng không? Có đúng không? Cậu biết là tớ là bạn thân thằng này đúng không? Thế tại sao hai người cứ phải làm cho cuộc sống nó khó khăn cho nhau ấy nhỉ? Hôm nay ngồi đây ăn chè nhưng mà có cảm thấy ngon không? Hả? Chuyện đơn giản, cậu thích thằng này làm đéo gì à? Họ lại thấy không? Tao thích con bé này, nó lại thích mày. Mày có cảm nhận mày chấp nhận được nó không? Không đúng không? Nó ế đến đời, nó phải đến với tao mà tao chăm nó lại không chịu. Hai bạn ăn chè tiếp đi, hôm nay bình bao. Chịu được thì quất, còn không thịt mấy. Bánh tráng không? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Chịu được thì quất, còn không thịt mấy. Bánh tráng không? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Chịu được thì quất, còn không thịt mấy. Bánh tráng không? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Hiểu cho đơn giản đấy chưa? Vâng, bạn Tú Vi có hỏi là con gái béo thì có người yêu được không anh? Tại sao không em? Con gái béo là anh rất là thích. Bởi vì sao anh sẽ nói cho em biết. Mấy đứa béo nhá, mặc quần áo bình thường nhìn nó đã rất là bẫm, hiểu không? Mà hơi mập mập một tí thì nó dễ mần, hiểu không? Cảm thấy nó dễ thương quá đấy đúng không? Anh là anh rất là kỵ với con gái Việt Nam, phải suốt ngày chụp ảnh ôi bụng bắp chặt rồi, sao phải ướt bụng ướt ngực kìa, kiểu ngực tấn công mong phòng thủ ấy, bốn mấy ký hiểu chưa, bụng thì lép, ngực thì xếp, nhưng mà chuyên môn thích đọt lên với lại mấy cái miếng mút cao su, mông thì không có gì nhưng mà cố tình mặc mấy cái áo kiểu tẩy xệ ra để làm gì vậy? Con gái béo là anh dễ mần, rất là thích, dễ mần. Bởi vì sao anh sẽ nói cho em biết? Dễ mần, nó dễ thương quá dễ mần. Con gái béo là anh dễ mần, rất là thích, dễ mần. Bởi vì sao anh sẽ nói cho em biết? Dễ mần, nó dễ thương quá dễ mần. Dễ mần. Cái...